Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, chị Võ Thị Sáu, người con gái của quê hương đất đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nữ anh hùng của lực lượng vũ trang công an nhân dân, tấm gương hy sinh đầy anh dũng khi tuổi vừa trăng tròn của chị đã truyền đi ngọn lửa hờn căm, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho những người đang chiến đấu vì lý tưởng cách mạng. Sự ngoan cường bất khuất của chị làm kẻ thù phải khiếp sợ. Đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười, ngắt một đóa hoa tươi chị cài lên mái tóc. Tên chị đã đi vào thơ ca, trở thành biểu tượng cao đẹp sáng trung của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Mời các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu cùng thưởng thức tác phẩm Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ đã hóa thân vào vai diễn nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong bộ phim Người con gái đất đỏ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và các nghệ sĩ múa. Giúp đi lên